Thằng Tức Anh đó, nó hỏi rằng đó là theo như ông đàn Lê Nguyễn Vũ nói rằng đó, người vợ sẽ ảnh hưởng đó, đến giới hạn phát triển của người đàn ông. Anh Tài nghĩ sao? Thì cũng nó cái đó cũng có một phần, cái đó cũng có một phần, với lại cũng không có một phần, có một phần là sao? Như anh có mấy đứa đó, nó liên lạc với anh đó, thì á là nó thí dụ đi, mình nói thí dụ đi ha, nó nói rằng đó là nó muốn dọn ra Đà Nẵng mà ở đi, mà vợ nó không muốn, hay là muốn dọn ra Hà Nội nó ở đi mà nó không muốn, hay là nó nghe nói rằng đó là mình phải học á, gia đình mình nó phải biết tiếng Anh, phải không, mình phải biết tiếng Anh, cái chỗ mà nó dễ, nó rẻ tiền nhất cho mình đi học tiếng Anh đó là mình chỉ dọn qua Mã Lai mình ở cho 1 năm 2 năm xong mình học nói tiếng Anh, ok, hay mình qua bên đó là bên Phi bệnh xong mình học nói tiếng Anh. Thì á, có nhiều đứa nó nói là vợ em nó không muốn, hay là nó nghĩ cái đó xa xôi quá, hay là nó nghĩ cái đó phiền phức quá, hay là nó nghĩ cái đó khó khăn quá, ok. Thì á là tụi em phải hỏi á là cái vấn đề tiền bạc, bảo vệ gia đình, cái vấn đề á mà phát triển gia đình, cái đó là cái trách nhiệm của ai? Tôi nghĩ là cái đó là trách nhiệm của người vợ mình, cái người phụ nữ, hay cái đó là cái trách nhiệm của người đàn ông mình, thấy không? Cái lý do mà tụi em á mà có vợ mà nó không có chịu nghe lời em, thấy không, là tại vì á một phần lớn đó là lúc mà em mới gặp nó đó, em cho nó quyền hết trơn, em kêu nó quyết định hết trơn, ok. Còn mình làm người đàn ông mình mẹ đó không, là mình phải cho vợ mình biết đó không. Như anh á, cũng anh gặp vợ anh lần đầu tiên đó, anh nói nó không là cái vấn đề trong nhà đó thì nó quyết định đó, không ít có cãi nó lắm, mà anh nói nó không cái vấn đề gì ở ngoài nhà đó liên hệ tới bạn bè đồng minh làm ăn làm tiền quyết định sao đó là cái đó anh sẽ quyết định, xong rồi nó mà muốn quyết định á là nó phải chứng minh cho anh á là nó giỏi hơn anh dù cái vấn đề đó. Như thí dụ như anh đi đầu tư trong tiền mã hóa đi, xong nó không thích đó không, nó phải chứng minh cho anh á là nó hiểu biết á là đầu tư á giỏi hơn anh, xong nó làm lời nhiều hơn anh, rồi xong lúc đó, đó anh mới nghe lời nó. Còn nó mà không chứng minh được cho anh đó không là anh không bao giờ nghe lời nó, anh nói thẳng với nó. Còn nó, anh nói nó không, nó không thích đó không thì đi kiếm chồng khác, vậy thôi, vậy thôi. Anh nói nó không, cái gì mà anh làm mà nó không thích đó không là nó phải chứng minh cho anh đó bằng toán với khoa học đó là nó cái lý do tại sao cái sự quyết định của nó đó hay hơn á, hay là có lý hơn á là cái sự quyết định của anh, hay là nó tốt hơn á cho gia đình của mình. Còn nó mà không chứng minh được đó thì á, đừng có cãi với anh. Thì cũng mình nói gì đó thì vợ mình nó biết rồi, mà cũng mà tụi em á cặp bồ, hay là tụi em có bồ rồi xong tụi em có vợ rồi xong tụi em á là chiều nó, xong tụi em nghe mấy cái chuyện tào lao này nó đang nói trên mạng trên tivi rồi đó, là người mà quyền lợi của người phụ nữ, xong mình phải làm này nọ, xong mình phải nhường quyền cho nó, rồi xong mình để cho nó quyết định, mình phải là mấy cái chuyện tào lao. Như anh mua cái chung cư này 25 tỷ đó không, anh không có hỏi ai hết trơn á, anh không có hỏi vợ anh, không có hỏi con của anh, không có hỏi mẹ anh, không có hỏi ai hết trơn á, cha mẹ anh không có hỏi nữa, anh chỉ hỏi một người thôi à. Cái người đó là ai? Là thằng đối tác của anh đó, thằng Leon. Tại sao vậy? Tại vì á nó đã mua nhà cửa chung cư đó 25 tỷ đó nhiều lần trong cuộc đời nó rồi, anh mới hỏi nó, anh hỏi nó tư vấn cho anh á là anh quyết định nó làm cái này đó, nó có sai lầm hay không, cái đây là cái mục tiêu của anh, sao anh quyết định á là anh tính làm cái này đó, nó có sai lầm, nó có thấy rủi ro gì không, thì anh hỏi nó. Còn á, vợ của anh, má của anh, cô chú bác bà con anh em của anh á, có ai hồi đó giờ mẹ mua cái nhà cửa hay chung cư mà 5-10 tỷ hay là 20 tỷ hay là 25 tỷ không? Lý do anh hỏi họ làm gì? Cái chuyện nói chuyện là rất là vô lý. Anh gom hết trơn mấy người bà con anh em của anh lại á, mấy trăm người gì đó, họ không có tư vấn với anh được á, bằng á một thằng á. Tại sao vậy? Tại vì á, bà con anh em của anh á chưa làm được, mà cái thằng này đó anh đã biết làm hết mấy lần rồi. Anh đã vô nhà cửa của nó mua mấy cái nhà mà cũng chung cư đó không, mà 25 tỷ đó hết nhiều lần rồi, anh đã vô hết trơn mấy cái nhà của nó rồi, anh đã thấy cái số tiền nó rồi, cũng mà nó trả thấy đó không, nó trả thấy đó mấy chục tỷ đó không, là anh đã cầm cái gì đó, cái đơn mà của nhà thấy đó không, anh đã nhìn thấy rồi, xong anh đứng ngồi đó anh coi nó bấm nút đó, trả tiền thấy cho nhà nước rồi, thì đó là anh nên á tin tưởng ai, anh nên nghe lời ai, thấy không? Tụi em phải biết rằng á vợ mình á là mình thương nó, trách nhiệm của nó làm vợ cho mình, nấu ăn nấu uống ủng hộ mình, bảo vệ con cái mình, giữ con cái mình, ok. Còn cái vấn đề á tiền bạc của anh á, ok, là anh quyết định chứ vợ anh không có quyết định,
không như nhiều người ta nói rằng á, mình làm về xong cái đưa vợ tiền cho vợ mình á, giữ rồi mấy bán mấy cái người đàn ông ốm yếu, cái đó mấy người đàn ông ốm yếu. Tại sao vậy? Tại vì mẹ anh đã bỏ ra hết á mấy chục tỷ để đi học hỏi á, vụ làm ăn, vụ học hỏi vụ làm tiền. Vợ anh á hồi đó giờ nó bỏ ra bao nhiêu phút á để học vụ làm tiền, rồi xong anh đi làm tiền xong anh về anh giao cho nó hả? Cái chuyện đó chuyện vô lý, cái chuyện đó là chuyện vô lý. Mẹ anh chết liền bây giờ đó, anh giao tiền cho thằng bạn của anh đó chứ không có giao tiền cho vợ của anh nữa. Anh sao vậy? Nó không biết gạch gì vụ tiền hết trơn á, mình giao cho nó làm gì? Tụi mà phải biết á, suy nghĩ dùng logic, với mình dùng toán với khoa học, chứ mình không có dùng á cái cảm xúc mình. Ok, bởi có mà tụi em hỏi á, dù mà ông Dũng này đó, ông Đàn Ly Nguyễn Vũ này đúng không, là có thể rằng á, hồi xưa anh không biết cái gia đình của họ làm sao, mà trung bình á, mà cái giới hạn đó không, con gái mà nó giới hạn cho mình á, để mình phát triển á, mình làm người đàn ông đó, mình làm tới cái mức này đó, xong mình mở miệng ra mình nói để thừa đó, là con nhỏ gái này á, nhỏ vợ này hay nhỏ bồ mình á, nó giới hạn của mình tới mức này đó, mình không có lên cao được nữa đó không, là tại vì cái đó cái lỗi của mình chứ không phải cái lỗi của nhỏ gái. Ai biểu mình cho phép nó giới hạn cho mình chi vậy? Chuyện vô lý. Người đàn ông mạnh mẽ đó không, mình không có để á, cái người phụ nữ nào đó, vợ mình, bồ mình, vợ mình, con gái của mình, em gái của mình, em họ của mình, má của mình, bà nội của mình, cô bác của mình đó, giới hạn mình ở chân á. Mình là người đàn ông mạnh mẽ, cái trách nhiệm của mình đó là mình phải á, mình phải quyết định cho gia đình của mình. Mình không có để á, cái người phụ nữ trong gia đình mình đó quyết định được. Tại vì sao? Tại vì họ không có quyết định mấy cái chuyện đó được. Tại sao mình quyết định không được? Như thí dụ như anh làm á, anh thức dậy á 6 giờ, phải không? Em biết không? Như tụi em sẽ nghĩ rằng á là anh Tài mình phải có sự công bằng đồ á, mình vợ chồng nhau phải có cái sự công bằng nhau, mình phải quyết định 50-50, quyết định chung nhau vậy đó không? Ok, anh sẽ hỏi em cái vấn đề này. Anh sẽ hỏi em cái vấn đề này. Lỡ như á anh đi hay là em đi, tụi em á mà thất bại, tụi em liệt, tụi em nằm trong bệnh viện đi, phải không? Rồi xong tụi em á là không có hoạt động được, tụi em không có làm tiền được đi, tụi em nằm trong cái bệnh viện đó cho 5 năm, 10 năm đi, tụi em liệt đi. Tụi em nghĩ rồi á, là vợ em á, nó có ở đó chung với em á, chờ cho 5 năm, 10 năm không? Đâu có đâu. Cái xác sức mà vợ em á, nó trung thành em á, tới cái mức á, mà nó ngồi đó, nó chịu đau khổ cho em, với em á, cho 10 năm, để nó săn sóc cho em á, để cho em phục hồi được, cái xác sức đó rất là thấp. Tại sao vậy? Tại vì á, con gái á, là nó lựa chọn cho mình á, làm chồng cho nó đó, tới cái mức á, mà nó kiếm cái thằng khác á, tốt hơn. Cái thực tế là nó gì đó, tụi em thích hay không thích? Thích là không thích, cái đó cái lực á, thiên nhiên nó gì đó. Ok, cái lý do mà vợ của anh á, nó lựa chọn anh đó là nó nghĩ rằng á, là anh là cái người đó bao ăn bao uống bảo vệ nó tốt nhất. Nó mà kiếm được á, cái thằng khác á, mà giỏi hơn anh đó, bảo vệ nó tốt hơn anh đó, thì nó sẽ đi cặp với thằng đó liền, nó không bao giờ đó trung thành với anh được. Tại cái đó không phải là cái thiên nhiên của người phụ nữ, tụi em phải hiểu vấn đề đó đó. Ok, gái nó nói nó thương mình bao nhiêu, nó yêu mình bao nhiêu, nó mến mình bao nhiêu, nó trung thành với mình bao nhiêu đi, nó chỉ trung thành cho mình á tới cái mức á mà mình bảo ăn bảo uống bảo vệ nó được. Mình mà không làm được cái đó, vấn đề đó không, nó phải đi kiếm thằng khác. Cái lý do đó mà vợ nó liền bây giờ nó đi kiếm thằng khác được không, là tại vì nó sinh ra 4 đứa con rồi, xong nó gần như 38-39 tuổi rồi. Ok, nó lớn tuổi rồi thì nó biết rằng á là nó không còn sắc đẹp như hồi xưa nữa, thì lúc đó đó nó mới biết. Còn con nhỏ mà nó 21 tuổi, 19, 20 tuổi, 25 tuổi đó không? Nó biết rằng á là nó vẫn còn sắc đẹp. Nó biết rằng nó vẫn còn sắc đẹp. Em mà liệt đó, thấy không? Rồi xong rồi bác sĩ nói rằng là em sẽ liệt thêm 5 năm, 10 năm đi, là con nhỏ nó sẽ đi kiếm thằng khác liền. Con nhỏ đó sẽ đi kiếm thằng khác liền. Sao mình không có chấp nó được? Mình không chấp nó được. Ok? Cái đó anh như anh đó, anh không có chấp. Ok? Anh nói vợ anh hoài à, không? Nó mà kiếm được thằng khác á, giỏi hơn anh đó, bao ăn bao uống cho nó, đối xử nó tốt hơn nó bông, nó nên đi kiếm thằng đó liền. Anh không có ngại gì á, tại cái đó lỗi của anh á, anh không làm người đàn ông mạnh mẽ hơn á, thằng kia được. Ok, mà tới bây giờ đó thì á, cái đó cũng rất là khó lắm, tại vì á là anh biết rằng á là nó không làm gì. Thì lý do tại sao anh nói vậy, cái lý do á là mình á không có cái sự công bằng giữa vợ với chồng được đó bông, là tại vì cái người vợ mình á, em nghĩ coi, cái người vợ mình á mà nó mà bị bệnh hay nó liệt hay gì cho 5-10 năm đi, cái người đàn ông mình á, mình vẫn còn á là ở đó. Cái phần lớn á, anh không phải nói ra 100% thằng nào nó cũng nghĩ chân nha, mà anh sẽ nói rằng á là
trong 100 thằng đó, cái phần lớn đó nó sẽ tiếp tục đó săn sóc vợ nó vẫn còn á, cái trách nhiệm làm người chồng, nó sẽ săn sóc nó. Có thể là nó chơi nhỏ này bên đây, xong chơi nhỏ kia bên kia, mà nó về tới nhà nó vẫn săn sóc nhỏ được. Còn gái đó, nó không làm gì. Mình mà chứng minh như nó là mình liệt, mình không có bao ăn bao uống, bảo vệ nó được nữa không, là nó sẽ đi kiếm thằng khác. 100 đứa đó không, là phần lớn đó là mấy đứa nó đi hết trơn. Có thể là 1-2 đứa, 5-10 đứa, 20 đứa nó vẫn ở lại, nó săn sóc mình, đúng không? Nó trung thành với mình. Còn cái phần lớn đó, nó đi kiếm thằng khác hết trơn. Okay. Cái đó anh không có ngại gì chừng á, anh không có đau đớn gì chừng á. Ok, tại sao vậy? Cái đó là cái luật thiên nhiên nó gì đó. Ok, giữa nữ với nam nó gì đó. Ok, bởi vì anh không có ngại cái vấn đề đó. Okay. Thì là anh sẽ làm cái người đàn ông mạnh mẽ đó không, mà nó khiến cho vợ của anh đó không, nó không có tốn thời gian đi kiếm thằng khác làm gì. Ok, tụi em mà muốn vợ của em trung thành nhiều chừng nào đó, thì tụi em làm người đàn ông mà thành công khá giả mạnh mẽ thêm, thì cái xác suất vợ của em nó không có trung thành với em nó thấp hơn. Ok, nó sẽ theo dõi em, tại vì cuối mà nó thấy em làm ăn khá rồi đó bông, nó không có tốn thời gian đi kiếm thằng khác làm gì. Ok, tại vì nó biết rằng lúc đó nó 30 tuổi, 35 tuổi, nó không đâu còn sắc đẹp nữa. Ok, thì nó biết rằng là nó không có tranh đuôi với mấy nhỏ gái kia mà 20, 25 tuổi nữa được. Ok, thì đó là cuối mà thằng Tức Anh đó, nó hỏi rằng dù ông mà Nguyễn Vũ đó không, là cái giới hạn của người phụ nữ đó không, thì cái đó là nó chỉ cái đó mình không á, anh không có thích để thừa con gái hay là phụ nữ gì đó. Cái đó anh sẽ nói rằng là cái đó là cái trách nhiệm của người đàn ông, đúng không? Cái giới hạn hay không giới hạn đó là cái người đàn ông đó cho con nhỏ đó giới hạn mình hay không giới hạn mình, bởi cái trách nhiệm là người đàn ông chứ không phải là cái trách nhiệm hay là cái lỗi của người phụ nữ. Đấy.